Thì em xin chào tất cả mọi người. Đây là Lee Shibamoto. Bữa giờ này cũng rất là bận rộn để mà lên cho cô chú anh chị mình xem những chiếc xe mới à. Lên toàn là clip bán xe không à. Không có lên cho anh chị xe mới nữa hết. Thì hôm nay sẽ lên tiếp cho mọi người một cái clip về chiếc 107 xe rất là keng, cực kỳ keng. Nhìn vào là mê liền. Mời mọi người tham khảo thử cái xe này nha. Mời mọi người. Dạ rồi, thì cái con này là cái con hàng ba cục 150 nha cô chú anh chị. Còn cái con màu đỏ này nè là cái con 107 em mới lấy về luôn. Thì em sẽ quay con 107 này cho cô chú anh chị mình xem. Rồi, hôm qua cái con hàng ba cục này bữa là hot lắm, nhiều anh chị hỏi lắm mà chưa có ai chốt hết. Còn cái con hàng ba cục màu phết lát thì chưa quay luôn, đã có người tới lấy rồi. Quay thử con này cho mọi người xem nha. Đây, thì cái con xe này á, nó đi nguyên một màu đỏ, đỏ đô. Nguyên màu đỏ đô nha anh chị, đỏ đô, dàn chân thì đi màu trắng. Đây, nước sơn nè anh chị thấy nó rất là đẹp nè. Nói chung xe này không biết sao nhìn vô nó duyên dáng lắm. Anh chị không biết có cảm nhận được như em không. Nhưng mà con xe này nhìn vô duyên dáng lắm anh chị. Nước sơn, sơn zin còn nè. Sơn zin còn, mới dặm chắc cũng dặm sơn sơn rồi. Đây phục này là phục zin theo xe luôn. Phục zin theo xe nè anh chị. Anh chị nhìn cái phục zin theo xe này nha. Nó còn ký hiệu ở trong á. Đó. Phục zin theo xe nha anh chị. Có nổ ở đây một xíu, phục zin theo xe. Em nghi áo này có thể là sơn zin có thể là 90%, 90%, tại những cái mí này nó còn rất là đẹp nè. Thì nhiều khi người ta dặm chỉ bên này, bên hông. Đó. Những cái chỗ mà dễ trề nhất thôi. Còn xe này, dàn áo này là quá đẹp rồi. Nhìn vô thấy nó duyên dáng liền à. Đây, anh chị thấy nè, chấm sơn nè. Còn zin, ốc đĩa là còn zin, chưa mở. Ốc đĩa zin của nó còn nè. Con xe 107 chất xe rất là dữ. Cốt zin luôn nha anh chị. Cốt zin chưa có sơn. Thì cái phuộc này á, thì hầu hết anh chị để ý á. Thì cái phuộc mà nó như này nè, nó hơi nổ một xíu á. Hơi nổ là hầu hết là những cái phục zin. Còn cái phục mới bây giờ nó mới tinh hết á, láng bóng, ốc tán đồng zin hết nè. Rồi vỏ này vỏ đinh lốp mới 100%, chắc chắn là cái vỏ này không thể nào vỏ theo xe được. Vỏ theo xe là không mới này lại như vậy được. Vỏ này là vỏ đinh lốp mới thay nè, phục zin nè anh chị thấy nè, phục zin theo xe nè nha. Đó. Nhưng mà nhiều anh chị là không thích cái màu bạc, bởi vậy nó đau đầu á, là cái dàn chân mà màu đen á thì không có xe mà sơn zin. Còn dàn chân màu bạc á là có xe sơn zin nha, có xe sơn zin nè, mâm zin nè. Cái vỏ này đắt, tháng 7 2020 thì đã thay mới rồi. Rồi đó là dàn chân trước nha anh chị. Anh chị cô chú mình nhìn cái dàn đèn của nó này. Nói chung khi mà một chiếc xe nó giữ nó keng á, từ bên ngoài cho bên trong anh chị nhìn vào sương sương anh chị có thể đoán được là con xe nó zin hay không, nó keng hay không liền. Tại vì cái nước sơn zin của nó nhiều, mình nhìn vào là mình biết nó cực kỳ đẹp đó, chứ không có như nước sơn mà người ta sơn lại. Mặc dù bây giờ người ta đã sơn lại cả chừng 80-90 rồi so với sơn zin rồi, nhưng mà không đẹp bằng được. Đây, mặt đồng hồ Mickey, da yên này cũng còn rất là đẹp nè anh chị. Còn đàn hồi đồ cũng còn vân đồ các thứ nữa, chưa có gì hết. Cản sau này là 100% là cản bắn lại rồi. Cản zin không thể nào mà đẹp vậy được. Dạ rồi. Thì cái này nó cũng vô cái ổ khóa, vô ổ khóa chống đoạn á. Anh chị thấy nè. Ổ khóa này, ổ khóa chống đoạn nè, chống trộm nè. Mình đã vô ổ khóa này rồi. Vô cái lồng á. Đây. Số máy xe nè anh chị. 107. 107 nha. Chấm sơn zin còn. Phuộc zin FI nè. Thì nhiều lúc những cái phuộc này á, nó thay là thay mới. Thay mới là thay cái phuộc của FI luôn. Khả năng cao là cái này đã thay lại rồi, chủ trước đã thay lại á. Chủ trước người ta đã thay lại nha anh chị.
vỏ sau cũng là đinh lốp mới tinh luôn, còn rất là mới. Biển số này là 12750 nha cô chú anh chị, biển số quận Tân Phú. Rồi quan trọng mà mình coi bên phần mâm lửa, với lát nữa em sẽ mở cái thùng ra anh chị xem ở trong. Cái xe này thật sự là không có tả gì luôn á, tại vì trước khi quay là em cũng nghía sơ qua. Đó, đây chân phuộc nè, phuộc này là phuộc thay mới rồi chứ không phải xi nha, cái chất xi của nó là khác liền à, còn cái phuộc này là nó khác liền à. Đó, em coi thử, phuộc này có thể là phuộc nói chung là cái phuộc thay mới hay là phuộc zin theo xe gì thì chất lượng nó cũng ngang nhau hết á, nó là phuộc phải đắc ý là nó sẽ ngon thôi. Rồi xe này chấm sơn zin nó còn luôn nè, chấm sơn zin cái chỗ cái cục mô bin còn luôn nè, ốc mô bin sườn cái cục cái chấm sơn cũng còn luôn. Đây từng cái bát này nó cũng còn rất là đẹp. Cái xe này thì mâm lửa rồi này kia thì khỏi nói rồi, anh chị thấy không, ốc mâm lửa này chưa, ốc mâm lửa phải gọi là cực kỳ đẹp, chưa mở luôn. Ốc mâm lửa này chưa mở luôn, rồi chính xác là ốc mâm lửa chưa mở luôn nha cô chú anh chị. Đây là cái cổ hơi và cái chấm sơn canh ti vẫn còn nguyên hết. Mâm lửa nè, tuyệt vời. Nói chung xe này có thể đẹp hơn những chiếc 212 luôn, những chiếc 2 số 1, 3 số 1, có thể những chiếc chạy nhiều không đẹp bằng những xe này. Đó, anh chị thấy ha, mâm lửa quá đẹp luôn, quá xuất sắc luôn. Mâm lửa này em khẳng định một cái chắc nụi là mâm lửa này rất là xuất sắc, lốc máy rất là xuất sắc. Rồi thì em sẽ dỡ cái yên lên cho anh chị xem ở trong cái dàn thùng. Thì đây, anh chị thấy đầu tiên là dỡ ra thấy nắp xăng nè, thấy cái mút yên nè, mút yên ở trên này thì nó bị nhiễu nước, nó ở dưới đây này thì nó đẹp đây. Anh chị xem hết toàn bộ con xe luôn, cho anh chị xem hết tường tận toàn bộ. Rồi đây, cái này thì khỏi nói rồi, một xe mà chắc xe nó ken như vậy thì những cái bát này nó không có thể nào mà nó chạy đường nào mà nó không đẹp được hết á. Dây nhựa là còn nguyên si nữa, chị thấy ha, chấm sơn nó còn nè. Rồi đây nhìn vào cái dàn thùng nè anh chị, đây anh chị thấy nè, cái bát này nó cũng còn đẹp, bát này nó cũng còn đẹp, dây ga nó cũng còn đẹp đó. Này nữa chấm sơn zin còn luôn, và tất nhiên là ban ốc tăng cam là chưa đụng tới đó, anh chị nhìn lấp ló phía trong nha, ban ốc tăng cam là không được đụng tới nha anh chị, IC là IC zin rồi đó. Quan trọng bây giờ đồ ở trong thùng thì anh chị xem rồi đó, nghĩa qua là anh chị thấy là nó ken cỡ nào rồi. Đây sạc zin theo xe, tản nhiệt còn đó anh chị ha, anh chị mình thấy là đẹp liền à. Nhưng cái bát này giống như si vậy anh chị, tại quá đẹp đi chứ không gì hết á. Rồi cái xe này là anh chị thấy là anh chị ghiền luôn á, dở cục máy là cô chú anh chị mình chỉ có ghiền thôi, nói thiệt với cô chú anh chị mình luôn á. Đây cái cục máy còn trắng phao hết, mà nắp trao cỡ này bát đường nước nè, bát đường nước nè anh chị thấy nè, nó còn cỡ đó, rọi vô đây anh chị cô chú mình coi cái đường nước nè, nó những cái bát đường nước đó còn ánh này cỡ đó, bát IC nó cũng còn cỡ đó, để em quay lại chi tiết từng cái bát đó cho anh chị coi lại và hướng xuống cái nắp chao là cô chú anh chị mình biết con xe này nó đi cực kỳ ít luôn, nó mới còn cỡ này nha cô chú anh chị, nó rất là đẹp nha. Giống như con 102 hôm bữa là xe mà nó cái nắp chao mà nó gọi là nó sáng bóng luôn á, thì vô nắp chao đó em báo anh chị là nắp chao vô luôn, em không có ngại ngần gì hết, em báo rõ ràng. Còn đây là cái nắp chao zin theo xe mà nó đẹp cỡ này, tại vì anh chị nhìn nè, nó lốm đốm nè, nó oxy hóa nè, nhưng mà nó cũng còn đẹp, và cái nắp chao với cái cục máy nó đều với nhau, nắp chao với cục máy nó rất là đều với nhau.
nó. Thì cô chú anh chị mình lấy con xe này đi, em nói thiệt là chạy còn sướng hơn những chiếc 22 chạy nhiều. Đẳng cấp của con xe này nó cũng 107, nó 21 rồi đó. Thì cô chú anh chị mình lấy con xe này là tuyệt vời đó, con xe này quá tuyệt vời luôn. Dạ rồi, thì bữa giờ không có quay cho anh chị lên xe nhiều, nhưng mà lên cho anh chị con xe này là anh chị coi chỉ có trầm trồ thôi, cô chú anh chị mình tới xem chỉ có trầm trồ thôi đó. Thì con xe này 107 thì em đang bán với giá là 210 triệu, nó bằng với con 108 hồ sơ cầm tay mà em đã đăng luôn. 110 triệu một con 107 mà xe đẹp cỡ này thì cô chú anh chị mình nghĩ có xứng đáng đồng tiền bát gạo không? Dạ, thì theo em là không có gì mà gọi là ngon bổ rẻ hết á, ngon bổ giá nó hợp lý, nó vừa với xe thì có. Bây giờ bất cứ thứ gì luôn. Dạ rồi, con xe này thì em bán 210 triệu. Con xe trước 107 thì em bán em còn một con 107 em bán cô chú anh chị là 199 triệu, còn con xe này 210 triệu 107. Dạ rồi, cô chú anh chị mình vừa ý con xe này á thì cô chú anh chị mình alo em. Dạ, số điện thoại em là 0979 570 189 nha cô chú anh chị. Thì bây giờ cô chú anh chị mình ghé qua em thì anh sẽ gửi cà vạt xe cho, và xe cho anh chị cô chú mình đi. Nếu ký giấy thì em ký giấy nha, còn sang tên thì có thể là qua Tết mới sang tên được nha cô chú anh chị đó. Bây giờ người ta đã ngừng nhận giấy rồi thì cái đó em thông báo cô chú anh chị khi đến em mua xe luôn. Em còn hàng ba cục 150 nè, con này là 140 triệu. 107 con này em bán là 199 triệu, em báo rồi đó. Con trong là 109, con 109 này thì 220 mấy triệu nha cô chú anh chị. Con này là, để em coi số mấy, con này 105 nè, mà biển số đẹp, biển số đẹp. Xe này đang tính là để đi luôn đó. Xe này 125 hàng ba cục thì con xe này em bán giá là 100 mấy triệu thôi, con này em không bán rồi. 105 nè, xe này hai chiếc 105 em bán giá là 170 mấy triệu. 104 em bán giá 145 triệu, xe rất đầu rồi. 100 125 màu trắng á, xe đó em bán là 125 triệu, xe rất là đẹp. Trao mở rồi nhưng mà xe sắt xe thì rất là đẹp, mấy chục ngàn cây thôi. Con này 170 mấy triệu, gần 180 triệu, xe 105, xe này cũng rất là đẹp. Dạ đó, thì em báo cô chú anh chị mình như vậy ha. Cô chú anh chị mình vừa ý xe nào thì nhắc máy lên alo em cái nha cô chú anh chị. Dạ, em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo của Lì Xì Qua Mô Tô. Chào mọi người.